Thế còn giá tiền, giá thì đương nhiên là gỗ cẩm hồng này thì chưa được xếp vào nhóm, nhưng mà so sánh về giá là nó gần bằng cái thằng gỗ lim này luôn, gần bằng luôn. Nếu mà so sánh về gỗ cây tròn ấy thì gỗ cẩm hồng nó thua gỗ lim này đâu đấy khoảng nó khoảng 8 giá. Hello, xin chào các bác nhá. Chào mừng các bác đến với video của Sơn. Có nhiều bác rất là đam mê đồ gỗ nhưng không phải ai cũng có nhiều tiền để chơi đồ gỗ. Chơi đồ gỗ thì mình đã là đẳng cấp rồi đúng không ạ? Nhưng mà chơi đồ gỗ nguyên khối, chơi đồ gỗ liền một tấm thì nó còn đỉnh hơn và đẳng cấp hơn rất là nhiều. Ngày trước Sơn cũng có đi làm ở trong cái gọi là ngành mộc đi, nhưng mà nó cũng không phải là ngành mộc mà nó là cái ngành gọi là ăn mình học mót thôi. Đấy là đi làm kiểu làm cái phòng hát, decor phòng hát đi các bác. Nhưng mà đa số làm bằng cái loại ván ép, ván ép mà dài rộng 1m2 này này, rộng 1m2. Một là ván ghép từ gỗ thông, sau đây hoặc là ván lấy từ mùn cưa các thứ ra ghép lại thì nó thành một tấm như thế. Thì như thế nhìn nó đã rất là đẹp rồi. Thế nhưng mà các bác cứ hình dung là gỗ tự nhiên mà nó rộng 1m2, đúng không ạ? Gỗ tự nhiên cây của mình mọc ở ngoài ấy, xong rồi rộng 2m thì nó đẹp đến mức cỡ như thế nào, đúng không ạ? Thế nhưng mà không phải ai cũng có tiền để mà chơi cái hàng như thế. Ví dụ các bác mua cái bàn, cái ghế bình thường thôi, cái ghế như ở đây này, cái ghế này này, nó đã tính bằng tiền triệu rồi. Nhưng mà nếu mà cái ghế này mà liền khối, liền một tấm thì nó phải nhân giá gấp mấy lần. Đấy, thì các bác cứ hình dung ra một cái tấm gỗ, sập gỗ đi chẳng hạn, hay bàn gỗ gì đấy. Đây, ví dụ như tấm bàn gỗ này thì nó liền một khối và nó rộng như này cơ mà. Thế nên là cái giá trị của nó rất là khác, nó đắt tiền lắm. Nhưng mà nếu mà đã nói về đam mê rồi thì các bác kiểu gì cũng phải sở hữu thôi. Sớm muộn thì các bác cũng phải sở hữu. Nhưng mà vấn đề là nó còn gỗ thì các bác sở hữu hay không. Đó, vậy thì làm thế nào để mình có thể sở hữu được cái gỗ mà nó đẹp, gỗ mà nó to, gỗ mà nó bền với cái chất lượng là ok và với cái mức giá là hợp lý nhất có thể chứ không rẻ bác. Xin khẳng định luôn là không bao giờ rẻ. Kể cả là cái tấm gỗ mà chất lượng gỗ như kiểu Eco bình thường nhất thì đưa vào hàng nguyên khối nó vẫn là hàng đẳng cấp, nó vẫn là giá trị cao, nó vẫn là hàng liền rất là đỉnh, đúng không ạ? Thế nhưng mà nếu mà các bác ít tiền, các bác vừa tầm tiền tầm trung thôi thì các bác chơi cái dòng nào nó hợp lý thì hiện tại ở trên thị trường có một vài dòng cái phân khúc giá nó ở dưới bình dân, không phải là bình dân hẳn nhưng nó là so với các cái dòng gỗ siêu quý thì nó rất là bình dân. Ví dụ như là gỗ lim, ví dụ như là gỗ cẩm hồng, ví dụ như gỗ Naga, ví dụ như là Eco, ví dụ như MKB. Đây là những cái dòng nó rất là bình dân so với gỗ đỏ, so với gỗ cẩm lai. Thế nhưng mà ở trong những cái dòng bình dân này thì chơi cái dòng nào là tốt nhất? Thì Sơn hy nhận thấy là có hai cái dòng gỗ mà được rất là ưa chuộng luôn. Thứ nhất là gỗ đỏ, thứ hai là gỗ cẩm rồi đúng không ạ? Thứ ba nó là dòng gỗ lim. Gỗ lim mới xứng đáng là cái dòng mà để quá quan tâm nhất. Tại vì sao lại như vậy? Bởi vì nó là cái khả năng chịu lực rất là tốt, độ bền rất là cao, vân gỗ cũng có vân. Và đặc biệt ấy, nó là gỗ nhóm, gỗ quý. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta không hiểu về nó thì chúng ta sẽ thường chọn những cái dòng gỗ khác. Và một trong những cái dòng mà chúng ta thường chọn đấy là gỗ cẩm hồng. Bởi vì hai dòng này nó giá tiền nó không chênh lệch nhau quá nhiều. Thế nhưng mà chất lượng của nó thì hơi khác khác nhau một tí. Thì Sơn sẽ so sánh giữa gỗ cẩm hồng và gỗ lim để cho các bác phân biệt được, các bác biết lựa chọn đâu là cái dòng tốt hơn, đâu là cái dòng ok hơn và giá trị hơn để các bác chơi nó lâu dài hơn. Thì ở Sơn sẽ có hai miếng gỗ ở đây. Thì Sơn sẽ so sánh chi tiết để các bác tham khảo, các bác xem, các bác đưa ra cái ý kiến của mình các bác nhé. Thì để mà so sánh về hai cái dòng này tổng thể thì các bác để ý thấy là màu cẩm hồng này nó hơi màu hồng hồng, còn gỗ lim thì nó hơi sáng sáng hơn một tí như này, hơi xanh xanh, hơi đen đen kiểu vậy. Nhưng đây là gỗ lim xanh các bác nhá. Còn cái phần này là phần rác này, phần này phần rác ngoài này, còn phần lõi của nó là màu hơi xanh xanh như này. Có cây thì nó chất vàng, có cây thì nó chất đen. Cẩm hồng này cũng vậy, có cây chất hồng, có cây chất đen, có cây chất vàng luôn. Thế nhưng mà đấy là cái do cái chất của cái cây. Thế thì hai dòng này ấy, để mà nói về lý thuyết thì đương nhiên gỗ lim là gỗ thuộc nhóm cao cấp hơn, gỗ nhóm 2. Còn gỗ cẩm hồng hiện tại thì chưa xếp vào nhóm nào. Nhưng mà Sơn nghĩ nếu mà xếp thì nó sẽ cũng xếp được vào khoảng nhóm 3 hoặc nhóm 4 gì đấy. Bởi vì sao? Nhóm 3 là cái dòng gỗ khá là cứng rồi. Thậm chí nếu mà gỗ cẩm hồng xếp vào nhóm 2 cũng vẫn được. Nhưng mà do là cái tỷ lệ cong vênh của nó vẫn bị cao, và cái độ thô của nó có nhiều thô, và cái mà khả năng mà chống chịu của nó ấy, về cái thương hiệu ấy, thì nó cũng không có cao. Để mà xếp ngang với gỗ lim thì khả năng chưa xếp được về chung nhóm của gỗ lim. Cái tiếp theo ấy là về cái chất lượng của nó. Thì hai dòng này ấy, là gỗ cẩm hồng nó là một cái dòng gỗ mà nó có tính chất là cứng, đanh và giòn. Còn thằng lim xanh này nó là một dòng gỗ cứng nhưng nó cứng theo kiểu là dẻo dai, đúng không ạ? Nó dẻo dai chứ không phải nó là giòn. Thế nên nếu mà cứng giòn như này, cái độ xé là 1, độ nứt là 2 thì nó sẽ không thể bền bằng cái dòng lim này được. Bởi vì nó là cứng dẻo dai nên là nó ít bị nứt răm, nó ít bị giòn, nó ít bị nứt, nó ít bị xé hơn. Đấy, nói về cái nhóm thì thằng lim này hơn rồi. Chất lượng về cái độ bền thì thằng lim này nó cũng nhỉnh hơn gỗ cẩm hồng luôn. Về khả năng chống chịu thì các bác để ý thấy gỗ lim là được ứng dụng để làm nhà, làm đình, làm chùa, làm cửa. Khả năng chống chịu lực, chịu nhiệt, chịu mưa, chịu nắng nó là rất tốt. Nó là dòng chống chịu, chuyên về dòng chống chịu.
thậm chí nó còn khả năng chống chịu còn nhỉnh hơn các dòng gỗ nhóm 1 nữa cơ. Khả năng chống chịu. Còn gỗ cẩm hồng này thì sao? Nếu sử dụng dòng này để đóng bàn, đóng ghế hay là đóng các sản phẩm làm cột, làm nhà thì không chống chịu được, không chống chịu được, bởi vì cái độ co ngót của nó, co ngót mạnh hơn và cái độ cong vênh của nó bị nhiều hơn. Bởi vì Sơn cũng đã áp dụng cái dòng này đóng ghế thử, khoảng 2-3 tháng sau cái ghế nó bị cập kênh, bởi vì nó có độ vênh, độ mo của nó. Nên thằng cẩm hồng này về chất lượng là thua thằng gỗ lim này. Đấy, khẳng định luôn các bác, thua rất nhiều, thua rất xa. Thế còn ứng dụng thì sao ạ? Gỗ cẩm hồng thì được chuyên làm sập này, bởi vì nó chỉ phù hợp làm sập này là nhiều. Nó phù hợp làm sập. Nếu mà để xẻ dày thì gỗ cẩm lồng vẫn còn có giá trị sử dụng, nhưng nếu mà mang ra xẻ mỏng thì khó làm hơn, khó làm hơn. Thế còn gỗ lim thì sao? Gỗ lim thì được ứng dụng đóng cửa, đúng không ạ? Đóng tủ, đóng bàn, đóng ghế, đóng giường rất là ok. Khả năng chống chịu, khả năng co ngót của nó ít hơn. Khả năng co ngót của thằng gỗ lim này nó vẫn có các bác nhá, có, nhưng mà tỷ lệ nó ít hơn thằng cẩm hồng này rất là nhiều. Về cái độ nặng ấy, thì hai thằng này nó tương đương nhau các bạn. Thậm chí thằng cẩm hồng nó còn nặng hơn một chút, nhỉnh hơn cái độ về độ nặng của nó. Đây là tấm gỗ cẩm hồng nó thô này. Còn về cái vấn đề là về vân gỗ ấy, thì hai thằng này nó cũng tương đương nhau, chứ không hơn thằng nào cả. Các bác để ý thấy là những cái cây mà nếu mà xẻ là cây gỗ lim và cây gỗ cẩm hồng ấy, có những cái cây nó vân giống nhau luôn, vân chu giống như nhau luôn. Hai thằng này giống vân khoảng tương đương nhau. Ngày trước Sơn chưa làm gỗ lim thì Sơn cứ tưởng là vân gỗ lim này nó ít vân, nhưng mà thực ra nó cũng có nhiều vân phết, nó cũng gần bằng gỗ cẩm hồng này luôn. Nói về vân gỗ, thế còn thẩm mỹ thì đương nhiên là gỗ lim thì có vẻ nhỉnh hơn một chút rồi, có vẻ nhỉnh hơn một chút về cái màu gỗ, sáng gỗ, đúng không ạ? Đây là toàn bộ là gỗ thô, các bạn, toàn bộ gỗ thô đấy nhá, nhỉnh hơn một chút về cái độ sáng của gỗ lim này. Thứ tư là về tom gỗ. Tom gỗ thì hai thằng này có dòng tom khá giống nhau, dòng tom gỗ giá khá giống nhau. Thế nhưng mà nếu mà so sánh thực sự thì nó là tương đương nhau ấy, nó là tương đương nhau ấy. Cái tấm này nó khô rồi, tấm này chưa khô. Thì thực sự nếu mà để mà nói về tom gỗ thì nó gần, có độ lớn gần bằng nhau. Đấy, tom gỗ thì tương tự như nhau. Thế còn giá tiền, giá thì đương nhiên là gỗ cẩm hồng này thì chưa được xếp vào nhóm, nhưng mà so sánh về giá là nó gần bằng cái thằng gỗ lim này luôn, gần bằng luôn. Nếu mà so sánh về gỗ cây tròn ấy thì gỗ cẩm hồng nó thua gỗ lim này đâu đấy khoảng 8 giá. Gỗ lim nó cao hơn gỗ cẩm hồng khoảng 8 giá so với giá, các bác nhá. Khi mà làm thành phẩm thì đương nhiên gỗ lim nó sẽ có cái thành phẩm giá trị nó cao hơn rất là nhiều, bởi vì độ bền của nó, bởi vì cái thương hiệu của nó tốt hơn đấy, bởi vì cái chất lượng của nó hơn. Thế nên là nếu mà ví dụ như các bác mà ít tiền ấy, hoặc là các bác không muốn bỏ nhiều tiền ấy, thì các bác chơi là chơi gỗ cẩm hồng. Nhưng mà nếu mà các bác nhỉnh hơn một tí, các bác cố gắng thêm một tí, ví dụ như là thay vì cái bàn này là gỗ cẩm hồng, ví dụ Sơn nhé, đây Sơn ví dụ nhé, bàn này gỗ cẩm hồng nó 10 triệu thì cái bàn này bằng gỗ lim ấy, thì nó khoảng là 13 triệu, thì mình cố gắng thêm 3 triệu nữa thì mình sẽ được một cái bàn gỗ lim. Tùy vào cái nguồn lực tài chính của các bác mà các bác sẽ đưa ra lựa chọn. Đấy, thì Sơn chỉ phân biệt so sánh giữa hai dòng này với nhau để các bác đưa ra cái lựa chọn chính xác. Cái video này nó là chỉ là quan điểm cá nhân, đây là quan điểm cá nhân, và Sơn cũng chỉ nói ở cái kênh của Sơn thôi, chứ không phải là Sơn bảo là gỗ này tốt gỗ kia không tốt. Tất cả các loại gỗ nó đều tốt nếu mà sử dụng đúng mục đích, mà nếu mà người gia công, người thợ mà biết làm ấy, đúng quy trình ấy, thì tất cả các loại gỗ đều bền, đều đẹp hết. Nhưng vấn đề ấy, là cái dòng nào thì nó được ưu tiên hơn, dòng nào nó nhỉnh hơn, thì mình đưa ra cái ý kiến gọi là chủ quan thôi, chứ không phải là chả có cái số liệu nào cả, chả có cái sách báo nào viết cả, chả có nhà khoa học nào phân tích về cái điều này cả. Thì đây chỉ là quan niệm và kinh nghiệm, là mình làm gỗ thì mình biết thế. Thế còn nên là chia sẻ cho các bác xem, chia sẻ cho các bác để các bác có ý kiến của các bác, ý kiến của riêng mình. Đấy, thì video đến đây là kết thúc các bác nhá. Rất cảm ơn các bác đã xem video. Nếu mà có điều gì thắc mắc thì các bác cứ comment ở bên dưới, Sơn sẽ làm video chia sẻ với các bác về hai cái dòng gỗ này nhiều hơn nữa. Ok, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin chào.